Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến anh em. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu anh em tuân lệnh Thầy truyền, anh em sẽ ở trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha, nên ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với anh em điều đó để niềm vui của Thầy được ở trong anh em, và niềm vui của anh em được trọn vẹn. Đây là lệnh truyền của Thầy, là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của Người thí mạng sống vì bạn hữu mình. Anh em là bạn hữu của Thầy. Nếu anh em thi hành những điều Thầy truyền, Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe biết nơi Cha thì Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và đã cắt đặt để anh em đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái của anh em tồn tại. Những gì anh em xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho anh em. Thầy truyền cho anh em điều này là hãy yêu thương nhau. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, có một điều mà chúng ta biết chắc chắn đúng, đó là ai cũng phải có một người mẹ. Và một điều chắc chắn đúng nữa là ai cũng phải có một người mẹ mà thôi, không thể có hai bà mẹ, và không thể không có bà mẹ. Cái điều đó nó nói lên một sự thật rất là thiết yếu trong cuộc đời mình. Ai cũng có mẹ, và một người mẹ mà thôi. Và trong bài tin mừng hôm nay, Chúa nói không có ai yêu cái người bạn của mình cho bằng cái người dám thí mạng. Và trong lịch sử chúng ta đã biết nhiều người mẹ đã chết vì con. Nhiều. Điển hình có hai trường hợp hôm nay thôi, là bà Svetlana ở miền Ukraine bị động đất hồi năm 1986 thì phải, kẹt dưới một bức tường không chui ra được, mà cái đoàn cứu hộ không biết chỗ nào để tìm. Đứa bé con gái của bà khát nước, nó cứ khóc. Nó lớn rồi, nó không bú nữa, nhưng mà nó khát nước. Thế thì bà cắn ngón tay, chảy máu cho vào miệng nó để nó uống. Đến lúc người ta tìm ra thì bà cắn hầu hết 10 cái ngón tay bà. Nhưng mà may mắn bà Svetlana còn sống với con mình. Một người mẹ Trung Quốc vô danh đã dùng cái thân của mình chịu cái bức tường sập để cái khoảng trống ở đây. Đứa bé nằm, đứa bé còn quá nhỏ. Rồi đang khi hấp hối chết cũng lấy được cái mobile phone để nhắn vào đó. Đến lúc cái đội cứu hộ ở Tứ Xuyên đến khiêng ra được thì em bé còn sống. Nó vẫn bú. Bà mẹ để lại trong cái mobile phone những hàng chữ cả thế giới rung động. Con hãy lớn lên và hãnh diện, và biết một điều, mẹ yêu con mãi mãi. Đó là tình yêu mà không có ai chối cãi được. Và đó là tình yêu mà người mẹ nào nhìn con mình bị bệnh, bị hoạn nạn, bị tai ương thì xót xa. Tôi không nói nhiều về vấn đề này. Tôi muốn dành hôm nay để nói một chút với các em về Mother's Day. My dear friends, have you ever seen an angel? No. I don't mean the angel that you put on top of the Christmas tree. No. What do you think a real angel would look like? Okay, listen to this story. This is your angel. Once upon a time, a child
was ready to be born. He was in heaven. And one day he asked God, "Lord, you are sending me to earth tomorrow, is it right?" "Yes." "How am I going to live there, where I am so small and so helpless?" God replied, "Among the many angels, I chose one for you. She will be waiting for you, and she will take care of you. She will protect you. But tell me, Lord, here in heaven, I don't do anything else but sing, dance, and smile. That's enough for me to be happy here." And God replied, "Your angel will sing for you, will smile for you, and sometimes will dance for you every day. You will feel your angel's love and be very happy, my baby." And the child responded, "And how am I going to be able to understand when people talk to me if I don't know the language that people use?" God replied, "Your angel will tell you the most beautiful words with patience and care, and your angel will teach you how to say from A, B, C." "And what am I going to do when I want to talk to you?" God replied, "Your angel will place your hands together and teach you how to call to me." "Who will protect me from the bad things on earth?" God replied, "Your angel will defend and protect you with its own life." "I will be sad, Lord, when I don't see you anymore." God replied, "Your angel will talk to you about me every morning, every night, and she will teach you the way for you to come back to me. I will always be next to you, thanks to your angel." At that moment, there was much peace in heaven, but voices from earth could be heard, and the child asked softly, "God, if I am about to leave now, please tell me my angel's name. I would like to know my angel's name." And God replied, smiling, "Your angel's name is of no importance, my child. You will call her, you will call your angel, Mommy. That's enough." Okay, today, especially, we thank God for the gift of our mother. Yes, mothers do so much for us. They give life to us. They care for us. They make us better when we are sick. They make us feel good when we are sad. They help us. They follow us step by step. No one on earth has loved us better than they have. They love us very much, dearly, and many times crazily. We really need them. We really love them. And if you love your mom, please make her happy. Listen to your mom. Do what she wants you to do. And that's enough. And now you know that you have seen your angel. And you have an angel. No matter how beautiful she is, no matter how tall, how fat, how thin she is your angel.